Hello cả nhà. Giờ là mình ăn cơm cả nhà. Mình ăn cơm cả nhà. Xa chút con cả nhà. Đổi hướng cái nhà mình vô cái giường của mình ở cái này ấy cái nhà ngủ, giờ mình không ngủ nữa, mình để này làm ẩm thực cả nhà. Mình về mình vô buồn không buồn ngủ rồi. Cơm dưa hấu với cá với thịt cái nha. Mình ăn cơm cũng mình nha. Rồi dưa hấu cái nha. Tối đi nè, lấy đồ mình xuống đi ăn được xuống ở nhà. Cái thứ hai nữa
giờ đi quẹt âm tập quá tải ấy luôn. Dù bây giờ cũng đã đúng rồi. Mình cũng đi quay mà như từ từ mình quay không cảnh nó kia nhỉ. Đây nằm được rõ hơn nhỉ. Cơm dưa hấu nữa nha, với cái cá thịt nữa nha. Rồi mình đổ vô bàn rồi vậy luôn. Cho lóc với cà phê chị mình cho bây giờ thì giờ đầu đi quay không được cái nha. Đấy có dịp mình đi mình quay mà đừng nói cái này. Mình đặt một cái nha. Cái lóc đặt không nhỉ? Tại mình thấy cái cơm cơm gấp khác gấp không được đi. Mời nhà nha.
Không, bây giờ không bảo nữa. Nó nói được như vậy à? Còn cá với cà phê với cá lóc thì còn cà phê với cá lóc mình nửa tay hỏng luôn. Này quá trời, mình không dám đi về luôn. Đại dịch quá, mình không dám đi về luôn nhà. Ở nhà này nó ngồi nó tính gì đấy rồi. Bây giờ mình đâu biết ghi nó được. Dạ nguy hiểm quá. Mình đổi hướng gia đình mình làm ẩm thực cái nha, ăn cơm rồi nha. Bài cả nhà nha, có cúng nhà không sao, bài cả nhà.